Mình là Trung, mình là phụ huynh của bé Gia Phúc, năm nay học lớp 4. Thật ra là mình là một phụ huynh khá khó tính cho cái việc mà lựa chọn cái trung tâm để cho con học thêm. Qua tìm hiểu thì mình biết được trung tâm Vina Study của thầy Nguyễn Thành Long và mình đã cho con trải nghiệm ở đây. Qua thời gian trải nghiệm thì mình khá là hài lòng với trung tâm. Thứ nhất là ở đội ngũ giáo viên ở đây là có chất lượng rất là cao. Ngoài giáo viên dạy cho các con về kiến thức thì giáo viên lại còn dạy cho các con được cả truyền cái cảm hứng để cho các con thích môn học và tự giác với cả cái việc học toán. Đặc biệt là thầy Nguyễn Thành Long, mình rất là thích cái phương pháp dạy học của thầy, khá là khoa học và làm cho các con dễ hiểu bài. Ngoài ra thì tính tình của thầy lại rất là gần gũi, quan tâm đến các con, làm tạo cái sự thân thiện cho các con và các con cảm giác rất là yêu thích thầy cũng như là môn học của thầy. Qua đây thì mình cũng chúc cho trung tâm ngày càng phát triển lớn mạnh để những bạn học sinh mà yêu thích môn học, nhất là môn toán, có được cái không gian để trải nghiệm cùng với trung tâm. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thành Tú, học sinh lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Mình học Vina Study từ năm lớp 5, mình thấy rất dễ hiểu, kiến thức chuyên sâu, từ đó mình thấy thích môn toán hơn. Qua trải nghiệm của mình, các bạn muốn học giỏi môn toán hơn thì hãy đến trung tâm vinastudy.vn để học cùng với mình nhé. Mình là phụ huynh của cháu Nguyễn Thạch Tú, học ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ ở Láng Hạ, Hà Nội. Thì là sau khi mình cũng lên trên trang mạng đấy, thì là thấy sau khi tìm hiểu rất kỹ thì thấy là trang Vina Study của thầy Long này, thì mình thấy là thầy có những cái cách giảng dạy và truyền thụ những cái kiến thức cho học sinh bậc tiểu học, trung học là rất là đạt kết quả tốt đấy. Rồi học online qua trang mạng Vina Study của thầy thì mình thấy là cháu là đạt cái kết quả là rất tốt. Thì sau đó là cháu đi thử ở các trung tâm, cháu cũng đạt điểm toán rất là cao, được 19 trên 20 điểm. Thì sau đó thì cháu cũng đi đi thi giải toán hình học Izan, thì cháu cũng được cái giải là rất là cao, là đứng đầu của khối 6 trường Tộ. Đấy, thì qua đây thì tôi thấy là cái trang mạng Vina Study của thầy Nguyễn Thành Long này, thấy là nó bổ trợ kiến thức rất là tốt cho các con. Vì vậy là cũng các mẹ, các bậc phụ huynh thì lên tham khảo, thầy sẽ có những cái kết nối tốt nhất cho các con. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đoàn Ngọc Linh, mình đang theo học trung tâm Vina Study đã được 2 năm rồi. Mình cảm thấy học trực tuyến ở đây rất là thú vị và bổ ích bởi vì những bài giảng của thầy mình có thể xem đi xem lại bất cứ lúc nào và ngoài ra thì những câu sai thì mình được các thầy cô gửi về giảng lại rất là tận tình và chu đáo. Ngoài ra cách giảng dạy của thầy Long rất là đặc biệt bởi vì thầy có những cái đề và những cái bài giảng rất sát với những cái đề học sinh giỏi và những cái bài tập ở trên lớp. Ngoài ra thì theo học trung tâm của thầy Long thì mình đạt được rất là nhiều thành tích. Ví dụ như là mình đã được giải nhất học sinh giỏi cấp huyện và đạt được những thành tích tốt của kỳ thi toán V-Olympic. Cảm ơn tất cả các bạn và xin chào và hẹn gặp lại. Học toán này rất là thích, nó cũng rất là tiện lợi. Học ở đấy thì các bài giảng của thầy cũng rất là thú vị, rất là hay. Nó giúp em học được toán nhiều trên trường, các bạn của em cũng ngưỡng mộ khi mà em thấy em giỏi toán từng ngày ở trên lớp. Các bạn hãy học ở trên Vita Study, đấy là một nơi rất là tuyệt vời để các bạn giải tỏa với rất là nhiều môn khác.